Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn, chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn ơi, thời khắc này đã đến, thời khắc chúng ta chạy phòng thí nghiệm. Mức khó nha các bạn, tôi nhắc lại mức khó nha. Ui dồi ôi, đây là lần đầu tiên tôi chạy mức khó các bạn ạ. Rất là hồi hộp luôn các bạn ạ. Mong là mọi thứ đều theo như kế hoạch các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta phải chọn hiệu ứng chúng ta muốn các bạn ạ. Mấy cái này tôi không cần các bạn ạ. Ôi trời đất ơi, đây rồi, hiệu ứng né tránh các bạn ạ. Rồi chuyển nào các bạn ơi. Ôi trời ơi, hụt nhiều quá các bạn ơi. Khẩu súng này không tốt tí nào các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng tiến lên nào các bạn, không sợ thằng nào cả các bạn ạ. Ôi acid melter các bạn ơi, tôi ghét acid melter, đừng cho tôi đi qua nào. Ôi giời đất ơi, ôi giời đất ơi, đáng ghét thật đấy. Chạy thôi các bạn ạ. Rồi acid melter chết rồi các bạn ạ. Thở phào nhẹ nhõm. Rồi chúng ta cùng hồi máu nào các bạn. Rồi xem blur lại đây nào các bạn. À tôi đã nói với các bạn chưa nhở, ở cái phòng thí nghiệm mức khó này thì súng thường chỉ bắn được một sát thương thôi nha các bạn. Các bạn phải dùng cái súng đặc biệt này, súng xuyên giáp này thì mê chạy được mức khó các bạn ạ. Ôi acid melter, con acid melter đần độn, tránh xa nó ra. Rồi tránh xa nó ra, đáng ghét. Ôi giời, tránh xa tao ra nào. Tao không ưa mày. Rồi nó chết rồi các bạn ạ. An toàn rồi, an toàn rồi. Ôi giời ơi, hụt nhiều thế. Khẩu súng này không tốt tí nào các bạn ạ. Ôi tôi bị chảy máu từ cái con slasher các bạn ạ. Lại đây nào, Super Spreader các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Mở cái hòm này ra nha các bạn. Có vật phẩm mức khó với cả thẻ các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi nào các bạn. Trong căn phòng này không có hòm các bạn ạ, chúng ta không quan tâm đến điều đó. Ôi acid melter các bạn ơi. Khẩu súng này hụt nhiều quá các bạn ạ. Thật là đau lòng mà. Không vui tí nào các bạn ạ. Gas cylinder các bạn ạ. Cái đấy xịn đấy.
Chúng ta cùng tiếp tục đi lên nào các bạn. Tôi lại bị chảy máu bởi cái con slasher rồi các bạn ạ. Ôi đừng có hét. Ôi trời, hồi máu nào. Trong căn phòng này là một con trùm, nhưng mà chúng ta sẽ không đánh nó vì nó cực kỳ phiền phức. Phải gọi cực kỳ khó luôn các bạn ạ. Toàn hụt thôi các bạn ạ. Khẩu súng này không tốt tí nào. Phải có cái hiệu ứng không hụt cơ, không bắn hụt cơ thì mới tốt các bạn ạ. Chứ còn hiện tại khẩu súng này rất là đẻo luôn các bạn ạ. Không thể nào mà chấp nhận được ấy. Support Spider chết đi. Thả khói độc kia. Con khỉ ấy. Đáng ghét. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Ôi Acid Melter tôi biết mà. Acid Melter đần độn. Khó ưa các bạn ạ. Rồi Acid Melter đã bị trừ khử rồi các bạn ạ. An toàn rồi. Úi dồi ôi, hụt nhiều quá các bạn ơi. Khẩu súng này không tốt tí nào các bạn ạ. Không có cái hiệu ứng không bắn hụt thì tệ lắm các bạn ạ. Rồi Acid Melter. Acid Melter mà chết thì tôi chẳng sợ bố con nhà nào cả các bạn ạ. À nãy giờ tôi không hề giữ lại bất kỳ khẩu súng nào các bạn ạ. Trời ơi, lẽ ra tôi phải giữ lại mấy khẩu súng này để còn sửa chữa, nhưng mà nói chung là bắn cái này khó lắm các bạn ạ. Phải tập. À, rồi tôi sẽ cố gắng cứu mấy khẩu súng này để sửa chữa vậy các bạn ạ. Rồi chúng ta phải lấp đầy cái nhà máy sinh học các bạn ạ. Các bạn chờ tôi một tí nhé. Và chúng ta đã trở lại nha các bạn. Cùng bỏ cái này vào đây nào các bạn. Rồi cùng tiếp tục thôi. Tôi cần cái new rule các bạn ạ. Ôi giời ơi, bao nhiêu tiền các bạn ơi. Đây rồi. Tắt mọi bẫy và đả thương lên zombie nha các bạn. Rồi cùng xử lý mấy bọn zombie này nào các bạn. Ôi giời ơi, súng hỏng rồi. Tôi đang có ý định giữ lại khẩu súng mà lại hỏng mất rồi các bạn ạ. Thật là đáng tiếc các bạn ạ. Ôi giời đất ơi. Nói chung là tôi cố thôi chứ còn giữ lại được không thì
đấy là một chuyện hoàn toàn khác các bạn ạ. Ôi giời, lại hỏng tiếp khẩu nữa rồi các bạn ạ. Ôi giời, tôi chán tôi quá các bạn ạ. Không thể nào mà tả được luôn đấy các bạn ạ. Trời ơi, cố để giữ mấy khẩu súng lại mà chẳng được gì cả. Mấy bọn zombie này có vẻ đơn giản thôi các bạn ạ, không có gì đặc biệt cả. Rồi cùng nhặt đồ rồi các bạn. Cùng đi tiếp nào các bạn. Ồ, trong đây có một cái hòm các bạn ạ, quá may mắn. Rồi chúng ta cùng tiếp tục nào các bạn. Rồi đổi súng nào các bạn. Úi dồi ôi, tôi bị chảy máu các bạn ạ. Vừa phải để ý súng, vừa phải để ý máu của tôi, nó khó lắm các bạn ạ. Cái này không vui tí nào các bạn ạ. Ơi, trong một đống khẩu súng thì cứu được đúng một khẩu các bạn ạ. Thôi cứu được còn hơn không các bạn ạ. Trong căn phòng này không hề có chiếc hòm nào các bạn ạ. Mất công mở ra. Rồi đi tiếp nào các bạn. Bắn khẩu súng này tệ thật đấy các bạn ạ, toàn hụt thôi. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Mở căn phòng này ra nào. Ôi trời ơi, súng lại hỏng rồi các bạn ơi. Nói chung là cũng kệ vậy các bạn ạ. Súng hỏng thì phải chịu thôi. Tôi đã cố để ý để cứu súng rồi nhưng mà không được các bạn ạ. Mở cái cánh cửa này ra nào các bạn. Bắn khẩu này thích hơn hẳn các bạn ạ. Tôi thích khẩu neutralizer này hơn các bạn ạ. Ôi trời đất ơi. Rồi chết hết đi bọn zombie đáng ghét. Ô, cái xác các bạn ơi. Vật phẩm khó này, vật phẩm của chế độ khó này. Ôi giời, đông zombie quá các bạn ơi. Ôi giời ơi, lại mất một khẩu rồi các bạn ạ.
hồi máu nào. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi nào các bạn. Mấy bọn zombie này cũng dễ các bạn ạ. Tôi không nghĩ là cái phòng thí nghiệm này khó như tôi từng tưởng tượng các bạn ạ. Nó khá đơn giản các bạn ạ. Không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ chúng ta dùng một loại súng mới thôi các bạn ạ. Ngoại trừ phải sử dụng một khẩu súng đặc biệt ra thì phòng thí nghiệm này nó cũng không khó đến mức nào, không khó đến mức tôi từng nghĩ các bạn ạ. Nó khá đơn giản các bạn ạ. Chúng ta có thể thong thả giết mấy bọn zombie này các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Lại được vật phẩm khó tiếp các bạn ạ. Chiếc hòm. Trong hòm có gì nào? Một số vật phẩm chúng ta cần các bạn ạ. Rồi đổi súng nào. Tôi đã cứu được một khẩu rồi các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Đến màn chùm rồi các bạn ạ. Rồi tôi trong một đống khẩu súng thì chúng ta đã cứu được hai khẩu các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ lấy súng ra từ trong hòm thư các bạn ạ. Rồi tôi cần một khẩu súng đặc biệt các bạn ạ. Khẩu Ultimatum các bạn ạ. Ultimatum. Đấy. Rồi chúng ta cùng xử lý con trùm này nào các bạn. Uống nước nào. Cảm thấy tốt hơn rất nhiều các bạn ạ. Úi dồi ôi, các bạn đã chuẩn bị chưa? Màn trùm rồi các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nào các bạn ơi. Trùm đến rồi. Dậy đi nào ông cháu ơi. Ôi trời đất ơi. Trời đất ạ. Tôi đã hỏng rồi, tôi đã thất bại rồi các bạn ạ. Ôi trời đất ơi, tôi thất bại rồi các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, lại thất bại rồi. Hồi máu. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, đáng ghét. Lại đây nào, làm lại nào các bạn ơi. Rồi chúng ta thành công rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Ôi giời đất ơi, đáng ghét. Ôi. Ôi trời ơi, tôi ghét con trùm này các bạn ơi, cứu tôi với. Ôi, đừng mà.
Thành công rồi các bạn ơi, tôi nghĩ chúng đã thành công rồi. Rồi con chùm đá ghét mày chết đi, cái đồ đá ghét. Rồi tôi ghét con chùm này các bạn ạ. À. Ôi giời, muốn khóc quá. Ôi giáp của tôi gần hỏng nữa các bạn ạ. À. Quá may mắn luôn. Thật sự rất là đáng ghét con các bạn ạ. À. Nói chung mà cách để giết con chùm này là các bạn cứ làm như tôi làm ấy, nhưng mà nhớ một điều là ở 950 máu này, 650 máu này, 350 máu này là nó sẽ rộng chân một phát chết, rộng chân một phát chết luôn các bạn ạ. À. Có nghĩa là các bạn phải tránh được 3 lần rộng chân đấy các bạn ạ. À. Lần thứ nhất thì tôi đã không tránh được, nhưng mà tôi đã tránh được lần thứ hai và lần thứ ba các bạn ạ. À. Ôi nói chung là rất tuyệt vời luôn các bạn ạ. À. Nói chung là cũng thành công rồi các bạn ạ. À. Mất một cái generator nhưng mà không sao các bạn ạ. À. Nói chung là lần đầu của tôi mà, nên là làm sao mà giỏi được các bạn ạ. À. Rất là tuyệt vời luôn. Vậy chúng ta hạ xong con chùm rồi. Ôi sướng quá các bạn ạ. Và chúng ta đã trở lại các bạn ạ. Chúng ta còn đi tiếp tục đến những cái khu vực tiếp theo nào các bạn. Ôi giời ơi, lẽ ra tôi phải chọn trước rồi ha. Rồi thứ gì đó tốt đi nào. Cho tôi thứ gì đó tốt đi mà. Trời đất ơi, chẳng được cái gì tốt cả các bạn ạ. Chọn cái này vậy. Nói chung là như ở Vampire ấy các bạn ạ. Hút máu ấy. Rồi xử lý xong bọn zombie này rồi các bạn ạ. Tiến lên nào các bạn. Tôi phải nhớ cứu khẩu súng này mới được các bạn ạ. Fatigue cốp đần độ, nốt nhả khói độc ra rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Rồi cứu được khẩu súng này rồi các bạn ạ. À. Nói chung là chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Mở căn phòng này ra nào, vì bên trong có hòm các bạn ạ. À. Ôi dồi ôi, tí nữa thì hỏng khẩu súng rồi, may quá các bạn ạ. Rồi trong hòm có gì cho tôi nào. Đồ tốt nha. Quá xịn các bạn ạ. Chúng ta cùng mở cánh cửa này nào các bạn. Frozen Giant. Một phát đánh của nó cực kỳ đau các bạn nha. Nên là chúng ta phải cẩn thận. Chết đi Frozen Giant. Không ai ưa mày cả. Lại được thẻ tiếp các bạn ạ. Trong căn phòng này không có gì. Quá là buồn luôn. À
acid melter các bạn ơi. Con acid melter đần độn đấy. Ôi giời đất ơi, tôi đi nhầm đồ lối rồi. Lại xong một khẩu súng rồi các bạn ạ. Tôi còn khẩu cuối cùng. Chúng ta cố bắn lốt rồi chạy về nhà nha các bạn. Mở căn phòng này ra nào. Bên trong không có hòm các bạn ạ. Quá đểu luôn. Rồi tôi nghĩ là chúng ta hết súng rồi các bạn ạ. Chúng ta phải quay trở lại lấy thêm súng thôi các bạn ạ. Các bạn chờ tôi trong giây lát nha các bạn. Chúng ta đã trở lại các bạn ơi, cùng tiếp tục nào. Ôi giời đất ơi, tôi bị kẹt các bạn ạ, không hiểu tại sao luôn ấy. Ôi giời ơi, cùng chờ cái độc ở trên sàn tan mất nào các bạn. Tan nhanh dùm cái. Đáng ghét. Chúng ta cùng tiếp tục đi lên nào các bạn. Ồ, trong này có một chiếc hòm các bạn ạ. Ơ, cáu nhờ. Ôi giời ơi, sao tôi cứ bị dính phải cái đấy không biết nữa. Khó chịu thật đấy. Úi giời ơi, một phát bắn một máu các bạn ạ. Thôi cho khẩu shotgun nghỉ ngơi thôi thôi các bạn ạ. Rồi ơi, không tí này phá hỏng mất này nãy tiếc các bạn ạ. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Quẩy lên nào. Cái căn phòng này cần hiệu ứng mở khóa mới vào được các bạn ạ. Frozen Motor chết đi. Xong phim các bạn ạ, quá đơn giản luôn. Trong đây để làm một con trùm nữa mà cực kỳ phiền phức nha các bạn. Chúng ta không để ý đến nó các bạn nhé. Lại được vật phẩm tiếp các bạn ạ. Rồi equalizer này cũng hỏng rồi. Nghỉ hưu đi nào. Lại được vật phẩm.
hai con Exploder liền các bạn ạ. Khẩu súng này nó cứ... Ôi giời đất ơi, rồi thay súng nào. Cái khẩu súng này bắn hụt nhiều quá các bạn ạ. Rõ ghét. Ôi giời ơi, hụt nhiều kinh khủng lên được ấy các bạn ạ. Ôi, khẩu súng này hỏng mất rồi, trời đất ạ. Rồi, chúng ta bây giờ phải cần cái hiệu ứng mở khóa các bạn ạ. Mọi thứ khác không quan trọng, hiệu ứng mở khóa đâu nào. Trời ơi, cho tôi đi mà. Ôi, đây rồi. Vật phẩm tiếp các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã gần xong cái phòng thí nghiệm này rồi đấy các bạn ạ. Nói chung thì bắn cái chạy cái phòng thí nghiệm này cũng dễ thôi, mức khó này cũng dễ thôi các bạn ạ. Chẳng qua là các bạn dùng súng mới thôi chứ nó không, cũng không khó đâu các bạn ạ. Nhưng mà không có súng, không có súng xuyên giáp thì không thể nào mà chạy cái bước khó của phòng thí nghiệm này được các bạn ạ. Ôi, khẩu equalizer lại vỡ rồi, chán thật đấy các bạn ạ. Nói chung là cái phòng thí nghiệm này nó cũng không khó bằng Bunker 3V các bạn ạ. Các bạn chỉ cần mấy khẩu súng xuyên giáp này là tự tin tỏa sáng luôn các bạn ạ. Rồi, tôi nghĩ là chúng ta gần xong cái khu vực này rồi đấy các bạn ạ. Rồi, cứu được một khẩu súng nữa rồi. Rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Ui, acid melter các bạn ơi, đừng. Acid melter, mày tha tao cái. Bắn khẩu súng này toàn toàn hụt thôi các bạn ạ. Tôi rất là ghét khẩu súng này.
Rồi đổi súng nào. Rồi bây giờ chúng ta chỉ dùng khẩu neutralizer thôi nha các bạn. Rồi thời khắc đến rồi các bạn ạ. Dùng mấy khẩu súng này tuyệt vời hơn rất nhiều. Ủ anti-gas các bạn ạ. Cái đấy dùng để đi băng cơ 3V nha các bạn. Rồi thay súng, thay súng. Chúng ta cứu được nhiều khẩu quá các bạn ạ. Tôi rất là hạnh phúc luôn. Chết đi, Frozen Giant. Trong căn phòng này có hòm các bạn ạ. À, quá đã. Mỗi khu vực có 3 hòm. Trong đấy một hòm cần kỹ năng mở khóa và hai hòm bình thường nha các bạn. Đợi cái này tan đã các bạn ạ. À, hòm của tôi, trong hòm có gì nào? Lại vật phẩm tiếp các bạn ạ. À, không chê đâu, lấy hết. Slasher với Juggernaut. Juggernaut. Ôi giời, tên đọc khó quá các bạn ạ. À, thay súng nào, thay khẩu này chứ. Nhặt cái xác. Rồi tiếp tục nào các bạn. Tiến lên nào. Rồi chúng ta cùng đợi mấy cái độc tan nào các bạn. Phe tít cốp đần độn. Chết đi. Độc của nó mạnh thật đấy các bạn ạ. Rồi đổi súng nào các bạn. Cứu được một khẩu tiếp các bạn ạ. À, rất là tuyệt vời luôn. Rồi tiến lên nào các bạn. Cái hiệu ứng né tránh của chúng ta đỉnh thật đấy các bạn ạ. À, gần như là bất tử luôn. Hiệu ứng hiệu ứng huyền thoại các bạn ạ. À, ui acid melter.
Trời đất ơi, nó vẫn phun độc được lên người tôi các bạn ạ. Giáp của chúng ta bị trừ đi một đống rồi các bạn ạ. Rồi thay súng nào. Có vẻ như chúng ta sẽ không đủ súng cho con trùm rồi. Tôi lại phải về nhà lấy thêm rồi các bạn ạ. Ôi giời ơi, rất là vất vả luôn các bạn ạ. Rồi cùng lấy chiếc hòm cái nào các bạn. Hay thật tệ. Rình mò. Quá là láo xược các bạn ạ. Nếu tôi không nhầm thì đây là màn chùm nha các bạn. Rồi như chúng ta đến màn chùm rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị rồi đấy các bạn ạ. Ngoại trừ việc tôi sẽ lấy thêm một khẩu súng nữa nha các bạn. Thêm một khẩu neutralizer nữa. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi các bạn ạ. Chúng ta không cần nhiều đâu. Uống nước nào. Ồ, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi các bạn ạ. Chiến nào các bạn ơi. Ôi giời, từ từ đã. Nói chung mà vì đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ lần đầu tiên đánh con chùm này nên là chúng ta sẽ sử dụng reanimator nha các bạn. Chuyện nào các bạn ơi, mong là tôi sẽ không chết thê thảm. Rồi cùng xử lý cái con trùm chết tiệt này nào các bạn. Ôi giời đất ơi. Ôi giời đất ơi, tôi bị choáng rồi. Đừng, đừng, đừng. Ôi trời đất ơi, đừng. Thôi xong rồi các bạn ơi. Hồi máu nào các bạn ơi. Ôi giời, may quá các bạn ạ. Không sao cả, không sao cả. Ôi giời, máu của tôi các bạn ơi. Ôi trời đất ơi. Cứu tôi với các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi trời đất ơi các bạn ơi. Giáp của tôi bị hỏng giữa trận chiến các bạn ạ, không thể nào mà tin được.
chúng ta vẫn thắng các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Trời ơi, không hề chất về lần nào cả các bạn ạ, kỷ lục luôn. Thắng trong lần đầu tiên các bạn ạ, đây là lần đầu tiên tôi giết con trùm này các bạn ạ. Ôi giời ơi, quá tuyệt vời luôn. Giờ mới biết ai là trùm chưa. Xong phản xạ của tôi cực nhanh nữa, thay bộ giáp vào các bạn ạ. Tôi không nghĩ là đánh con trùm này lại tốn giáp như vậy. Có lẽ là các bạn cần nguyên cả một bộ giáp để đánh con trùm này ấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, thật là đáng sợ mà. Không thể nào mà tin được ấy. Ôi giời ơi, tí thì chết các bạn ạ. Ôi quá đỉnh luôn. Vậy chúng ta đã hạ được con trùm này rồi. Quá xịn luôn các bạn ạ. Tôi cảm thấy rất là vui sướng lúc này. Vậy là tôi đã thắng được phòng thí nghiệm mức khó rồi các bạn ạ. Mặc dù cái con Carrion MK7 tôi đã phải sử dụng một cái Genimator, nhưng mà tôi nghĩ lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và khá hơn các bạn ạ. Nhưng không sao cả, tôi cảm thấy rất là tuyệt vời lúc này luôn. Và chúng ta sẽ mở hòm A và B cộng trong giây lát nha các bạn. Các bạn ơi, chúng ta cùng cho toàn bộ số vật phẩm khó của chúng ta vào trong máy này nha các bạn. Cho cái này này. Được phần thưởng các bạn ạ. Đấy là một cái hiệu ứng gì đó ấy các bạn ạ. Nói chung mà tôi cũng không quan tâm các bạn ạ. Ồ, lại được phần thưởng tiếp các bạn ạ. Action Hero. Úi dồi ôi các bạn ơi, đây là cái hiệu ứng cực đỉnh luôn các bạn ạ. Đây là cái hiệu ứng mà tôi đã nói đấy các bạn ạ. Hiệu ứng mà cho phép súng bắn không bao giờ hụt đấy các bạn ạ. Hiệu ứng này cực kỳ đỉnh luôn các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Không ngờ tôi lại có được nó nhanh như vậy các bạn ạ. Rất là xịn. Rồi chúng ta lên vài level ở mức khó này rồi các bạn ạ. Nhưng mà còn một điều nữa, chúng ta sẽ mở mấy cái hòm A cộng và B cộng này nha các bạn. Trong đây có gì nào? Trong đây có hai khẩu Genesis các bạn ạ. Súng Genesis các bạn ạ. Và hai viên thuốc anti radiation pill này các bạn này. Cực kỳ đắt đỏ và hiếm nha các bạn. Trong đây chúng ta có 3 khẩu Genesis súng và một khẩu MGL các bạn ạ. Ồ, chúng ta còn được cả Carbon Composite và Factory Part nữa các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Trong đây có anti radiation pill với cả anti-zat để chạy bunker 3V các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Và tôi nhắc một điều nữa, các bạn nhớ kiểm tra cái người quét dọn nha. Vì cái trao đổi của người quét dọn này cực kỳ xịn luôn các bạn ạ. Các bạn sẽ mở khóa người quét dọn sau khi chạy mức thường các bạn ạ. Chạy mức thường ở các khu vực, toàn bộ khu vực. Vậy là chúng ta có được cái hiệu ứng Action Hero rồi các bạn ạ. Vậy là lần sau mà tôi mà có cái khẩu Equalizer ấy, khẩu Equalizer này này các bạn này, khẩu đấy sẽ là khẩu đỉnh nhất luôn các bạn ạ. Vì nó sẽ không bao giờ hụt nữa. Ôi quá xịn luôn các bạn ạ. Tôi thật mong đến lần tiếp theo chạy thì phòng thí nghiệm mức khó này các bạn ạ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chạy phòng thí nghiệm mức khó các bạn ạ. Rất là tuyệt vời, rất sướng luôn các bạn ạ. Cả một chuyến phiêu lưu, những điều mới lạ. Tôi cảm thấy rất là xúc động và vui sướng luôn các bạn ạ. Tổng kết lại, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.